Chào mọi người, trên tay mình đây là Noble Falcon TWS Control Wireless đầu tiên của Noble Audio. Nếu các bạn chưa biết về Noble Audio thì đây là một thương hiệu âm thanh tai nghe rất lớn của Mỹ rồi. Nó đã xuất hiện ở Việt Nam từ cách đây khoảng 4-5 năm với những cái tai nghe mà thấp nhất là 10 triệu. Thì bây giờ con này là Falcon TWS Control Wireless. Giá của con này chỉ có 4 triệu thôi, tuy nhiên một sản phẩm rất được chờ đợi rất nhiều luôn. Và thậm chí ở tại thị trường Nhật á, sản phẩm này đã gây quỹ đến hơn là 3 tỷ đồng luôn, bán số lượng gần cả ngàn cái. Thì bây giờ tại sao sản phẩm này là hot vậy? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem nha. Về cách đóng gói thì các bạn có thể thấy nhìn rất là đơn giản thôi ha. Toàn bộ những thông tin thì nó nằm trên này hết luôn. Đây, tụt một cái thì nó ra luôn. Đó. Rồi gỡ tiếp ra. Đây, chúng ta đã thấy luôn cái tai nghe của chúng ta, cây sạc. Cái này là cái đáng nói nhất đối với những tai nghe, đó là cặp E-Tip. E-Tip này nó làm bởi ePro Audio. Một cái loại tip này nó là, tôi thử với các bạn luôn, cảm giác bám rất chắc tai và đeo rất đã. Thực sự đây là một trong những cái tiếng mà mình nghĩ có thể cạnh tranh với SpinFit luôn. Đeo rất thoải mái và nói chung vận động thì cũng ok luôn, tiếng cũng tốt lắm. Nhưng mà mình không biết cái con này có bán ở Việt Nam không, chứ còn cái tiếp này ở bên thị trường Nhật và thị trường Mỹ được đánh giá rất cao luôn nha. Đây là một cái túi, túi vải đựng để đựng cái cây sạc của bạn luôn ha, để đựng tai nghe luôn, nhìn tốt. Dây sạc USB-C, nói chung một con tầm giá khoảng 4 triệu thì dây sạc USB-C là cái chuyện mà hết sức cần thiết rồi. Đây là Noble Falcon, nhìn build quality nhìn cũng đẹp quá ha. Đây, các bạn có thể thấy. À, cái logo Noble nó ở đây này. Đó. Thấy không, Noble Audio ha. Thì bên trong cái con tai nghe này á, nó sẽ có những cái tính năng rất là đặc biệt. Ôi trời, mới mở vô, mới bỏ tai nghe vô mà nhìn cái nhìn dấu logo mà nó sạc lên này. Nhìn đẹp chưa, màu đỏ nhìn đẹp lắm luôn á. Cái này mà không biết camera nhìn thấy sao chứ ngoài đời nhìn ấn tượng luôn. Chưa có tai nghe nào mà nhìn đẹp, lúc bỏ vô cây sạc nhìn đẹp như thế này. Cái điểm đặc biệt của Noble Falcon ở đây đó là gì? Nó sử dụng một cái chipset là QCC3020. Con này hỗ trợ là True Wireless Stereo Plus, cũng như hỗ trợ các cái codec ví dụ như là AAC, IPTX và SBC. Thì cái sản phẩm này á, nó có một điểm rất hay khi mà sử dụng cái chế độ True Wireless Stereo Plus, là khi những bạn nào mà đang sử dụng những con tai nghe True Wireless ví dụ như là con Sony WF-1000XM3 hay Powerbeats Pro á, thì các bạn sẽ có để ý ra một điểm, đó là có nhiều khi bạn sẽ thấy những một con tai nghe, một bên tai nghe nó sẽ tụt pin nhanh hơn so với mấy con lại. Bởi vì mặc dù là kết nối đồng thời với cái điện thoại luôn, tuy nhiên nó vẫn có một con gọi là master và một con là slave. Thì cái con này á, khi các bạn kết nối với điện thoại nha, kết nối với điện thoại thì kết nối lần đầu tiên thì ok thôi, qua lần sau thì các bạn chỉ mở điện thoại, mở cái tai nghe này ra thì pin bên nào nó có pin nhiều hơn, bên đó sẽ tự động chuyển thành master và bên còn lại là slave. Nói chung cái điều này là tránh cái trường hợp mà ví dụ một bên hao pin nhiều hơn, nhanh chai pin hơn. Cái này là một điều rất hay của Noble. Thứ hai nữa là cái con này á, sẽ có bên trong là một cái màn driver rất là đặc biệt, driver dual layer carbon. Thì driver này á, thật sự nó tốt hơn cả màn driver graphene trên nhiều con tai nghe True Wireless hiện nay luôn. Bởi vì cái chất âm của nó làm rất trong trẻo và rất chi tiết. Và thậm chí nữa cái con này được tune bởi chính Dr. Morton, hay gọi Dr. Wizard cho những bạn nào mà chơi âm thanh hay đó. Thì cái tiếng ra của con này nó rất trong và nó rất trong trẻo, đặc biệt có giọng vocal nghe rất đã luôn. Nói chung cái chất âm của con này miễn bàn, rất hay. Về thời lượng pin thì con này là 10 tiếng liên tục luôn nha. 10 tiếng các bạn sử dụng tai nghe trên 10 tiếng liên tục luôn. Cây sạc là khoảng 30 tiếng nữa, thành ra các bạn có thể sử dụng nó được 40 tiếng. Một trong những con tai nghe True Wireless trâu bò nhất hiện nay. Trâu bò luôn, đó là con này nó cũng có IPX7 luôn. Các bạn nhúng xuống nước 1m30 phút là ok, vớt lên là con chạy được đó. Tuy nhiên nhớ để khô trước khi sạc nha, để ướt ướt mà sạc coi như hư tai nghe, hư cây sạc luôn đó. Đó là không bảo hành đâu. Rồi, nói chung con này là một con mình nghĩ rất bền, rất tốt. Và thật sự nếu các bạn có nhu cầu tìm tai nghe True Wireless và có mục đích quan trọng nhất là gì? Nghe hay, tập thể dục, thì con này có thể mình nghĩ có thể so sánh với những con gấp đôi tầm giá của nó luôn, có thể đến 7-8 triệu luôn được. Bởi vì cái chất âm của con này rất hay, bạn nào nghe vocal, thậm chí là nghe nhạc điện tử classical đều được luôn. Cái bass của nó không quá nhiều nhưng mà nó là chi tiết, nó là sâu, và cái vocal là cái điểm rất đẹp của con Falcon. Thì các em mình khuyên các bạn nên trực tiếp nghe thử. Con này thì sẽ có hàng mẫu ở cả hai chi nhánh, đó là 14 người mang dài cũng như là 63 đêm bờ lĩnh. Có gì các bạn hãy ghé qua và trải nghiệm thử nha. Nói chung con này là một con mình nghĩ 4 triệu thì không có gì để chê hết. Noble mà.